đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức trở lại với bóng đá Việt Nam. Hoàng Đức tuyên bố bất ngờ với huấn luyện viên Thu Dê sau khi đoạt quả bóng vàng 2023. Tuyển Việt Nam cải thiện và thay đổi. Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức trở lại với bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức tái xuất vào bóng đá Việt Nam với vai trò cố vấn cho Bắc Ninh FC. Hôm 19 tháng 2, huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Bắc Ninh tại giải hạng 3 của Việt Nam. Hai bên sẽ gắn bó với nhau trong vòng 5 năm. Chiến lược gia người Hàn Quốc đảm nhận vai trò làm cố vấn cho câu lạc bộ, thực hiện các nhiệm vụ tổng thể từ chuyên môn tới hoạt động kinh doanh và đặt mục tiêu đưa câu lạc bộ Bắc Ninh phát triển trở thành một đội bóng chuyên nghiệp. Phía DG Management của huấn luyện viên Park thông báo ngày 19 tháng 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được bổ nhiệm làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh tại giải hạng 3 của Việt Nam. Theo hợp đồng, ông ấy có thể đồng thời làm huấn luyện viên nếu nhận được lời đề nghị từ các câu lạc bộ, hiệp hội trong và ngoài nước. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho biết, sau khi hết hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, tôi đã cố gắng đóng góp một phần nào đó vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam nhằm đáp lại tình cảm mà tôi nhận được từ Việt Nam. Tôi đã thành lập học viện bóng đá tại Việt Nam. Hiện chúng tôi vẫn đang đào tạo nhiều cầu thủ có triển vọng. Việc ký hợp đồng với câu lạc bộ Bắc Ninh chính là dự án thứ hai của tôi. Hiện tại, hệ thống vận hành tại câu lạc bộ vẫn còn yếu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để dần phát triển thành một đội bóng chuyên nghiệp. Tôi rất vui khi được hợp tác với một đội bóng có niềm đam mê và tầm nhìn chiến lược. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi đang tiếp tục thảo luận về vai trò quản lý của các hiệp hội và câu lạc bộ khác. Chúng tôi sẽ xem xét trước khi đưa ra quyết định. Câu lạc bộ Bắc Ninh hy vọng mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đặt nền móng vững chắc cho câu lạc bộ trong 10 năm tới và sớm vươn lên góp mặt tại sân chơi chuyên nghiệp cao nhất của bóng đá Việt Nam. Sau khi nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo dành nhiều thời gian hơn cho những dự án cá nhân. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang điều hành học viện mang tên mình tại Hà Nội. Mới đây, học viện của ông cũng đã tạo điều kiện cho học viên sang Hàn Quốc đá giao hữu. Theo truyền thông Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang là một trong những ứng viên có thể được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền ở tuyển Hàn Quốc, thay thế ông Jürgen Klinsmann. Nguyễn Hoàng Đức tuyên bố bất ngờ với huấn luyện viên Thu Dê sau khi đoạt quả bóng vàng 2023. Nguyễn Hoàng Đức phủ nhận khúc mắc với huấn luyện viên Thu Dê, tuyên bố mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm sau khi đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2023. Hôm qua, Nguyễn Hoàng Đức chính thức trở thành chủ nhân của bóng vàng Việt Nam 2023. Cho dù trải qua năm 2023 không quá thành công, những ngôi sao trẻ của thể công Viettel vẫn nhận được nhiều phiếu bầu nhất, vượt qua Phạm Tuấn Hải và Đặng Văn Lâm để giành giải thưởng cá nhân cao quý này. Năm 2023 của Nguyễn Hoàng Đức có khá nhiều biến động. Anh vẫn là trụ cột không thể thay thế ở thể công Viettel, nhưng bất ngờ mất suất ở đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên tuyển Việt Nam Thu Dê thậm chí tuyên bố Hoàng Đức chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn khi loại anh ra khỏi hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 với Philippines và Iraq. Ở thời điểm đó, nhiều tin đồn cho rằng Nguyễn Hoàng Đức và huấn luyện viên Thu Dê phát sinh mâu thuẫn, khiến tiền vệ 26 tuổi bị loại. Anh vẫn được lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023 và chỉ phải ở nhà vào phút chót vì chấn thương không kịp bình phục. Chia sẻ với truyền thông sau khi lỡ hẹn với Asian Cup 2023, Nguyễn Hoàng Đức thừa nhận anh và huấn luyện viên Thu Dê từng có khúc mắc về vị trí thi đấu, nhưng mọi chuyện đã được giải quyết. Sở trường của Hoàng Đức là tiền vệ tấn công, nhưng huấn luyện viên Thu Dê liên tục thử nghiệm anh ở vị trí tiền đạo cắm, khiến ngôi sao này không thể hiện được nhiều. Tuy nhiên, sau khi nhận giải quả bóng vàng 2023, Nguyễn Hoàng Đức lại đưa ra tuyên bố khác. Tiền vệ 26 tuổi này khẳng định anh và huấn luyện viên Thu Dê hoàn toàn không có khúc mắc. Ngôi sao của thể công Viettel cho biết: "Tiếc nuối lớn nhất của tôi trong năm vừa qua chính là dính chấn thương và bỏ lỡ Asian Cup 2023. Hy vọng tôi có thể trở lại đội tuyển và đóng góp nhiều hơn trong năm 2024. Năm vừa rồi, tôi và huấn luyện viên Thu Dê hoàn toàn không có khúc mắc gì cả. Đó chỉ là hiểu lầm. Trong bóng đá, các cầu thủ có những lúc được thi đấu và những lúc phải ngồi ngoài. Đó là chuyện bình thường và tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn." Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 3 để chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 với Indonesia. Nguyễn Hoàng Đức hứa hẹn sẽ tái xuất trong dịp này nếu đạt thể trạng tốt nhất. Tuyển Việt Nam cải thiện và thay đổi. Mục tiêu tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 của thầy trò huấn luyện viên Thu Dê sẽ được quyết định sau hai cuộc đối đầu với Indonesia vào tháng 3 tới. Khắc phục nhược điểm, giải quyết những vấn đề đã bộc lộ và tập trung được những cầu thủ xuất sắc nhất sẽ là bài toán mà huấn luyện viên Thu Dê và các cộng sự phải giải trong thời gian tới. Năm 2024 của bóng đá Việt đã bắt đầu những trận đấu nóng bỏng ở V-League. V-League đã trở lại và sẽ thi đấu 5 vòng trước khi nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung vào tháng 3. V-League trở lại ngay trong những ngày đầu xuân sau khoảng thời gian tạm nghỉ, nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Asian Cup 2023.
Đó là chiến dịch không mấy vui vẻ khi đội quân của huấn luyện viên Thuzier rời cuộc chơi sau 3 thất bại, đứng thứ 22 trên 24 đội tham dự. Tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á ở bảng F sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam với 3 điểm xếp thứ 2 sau đội tuyển Iraq với 6 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia và Philippines mới có 1 điểm. Tại Asian Cup 2023 vừa qua, tuyển Indonesia đã thắng tuyển Việt Nam tỷ số 1-0, sau đó tiến vào vòng 1-8 trước khi để thua Australia 0-4. Còn đội quân huấn luyện viên Thuzier phải về nước ngay sau vòng đấu bảng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 3 tới vào ngày 12 tháng 3 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Indonesia vào ngày 21 tháng 3. Sau đó là trận lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3. Trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đây cũng là hai trận đấu mang ý nghĩa quyết định cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 đối với thầy trò huấn luyện viên Philippe Thuzier. Trước khi bước vào hai trận quyết đấu này, tuyển Việt Nam có lợi thế về điểm số so với Indonesia sau 2 lượt trận, nhưng đối thủ lại có được cú hích về tinh thần sau trận thắng ở Asian Cup. Đây là chiến thắng sau 7 năm toàn hòa và thua của đội bóng xứ vạn đảo trước tuyển Việt Nam. Mục tiêu của cả hai đội bóng là có được 6 điểm hoặc ít nhất là 4 điểm trong hai cuộc đối đầu tới đây để có lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Để hoàn thành mục tiêu này, tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Thuzier có rất nhiều việc phải làm, trong đó vấn đề thể lực cần phải được khắc phục bởi hai cuộc đối đầu với Indonesia sắp tới chắc chắn sẽ rất căng thẳng. Khi đối thủ sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch có thể hình, thể lực rất tốt. Cùng với đó, vấn đề tiền đạo giỏi vẫn luôn nóng với bóng đá Việt Nam nhiều năm qua và ở thời điểm này nó vẫn là vấn đề lớn. Chính huấn luyện viên Thuzier cũng đã vừa lên tiếng cho rằng đội tuyển Việt Nam không có tiền đạo giỏi và ông phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tìm các bàn thắng từ các tình huống cố định. Ở V-League đến lúc này, 6 chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn đều là ngoại binh, đồng nghĩa lối chơi đưa bóng cho Tây giải quyết vẫn đang là yếu tố chủ đạo. Trừ một vài câu lạc bộ đang nỗ lực xây dựng lối chơi tấn công bài bản, đa phần các đội V-League vẫn duy trì chiến lược dồn bóng cho Tây. Các đội bóng vì thế thường tập trung ngoại binh cho hai nhiệm vụ trực tiếp, ghi bàn và ngăn đối phương ghi bàn. Các cầu thủ ngoại đều được dồn cho vị trí tiền đạo hoặc cắm trung vệ. Trường nào chưa tìm được những thay đổi từ V-League? Có tiền đạo giỏi hay lớn hơn là nâng tầm tuyển Việt Nam vẫn sẽ là thử thách của ông Thuzier. Đã có không ít tranh cãi xoay quanh triết lý của chiến lược gia người Pháp sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Mặc dù vậy, màn thể hiện trước Nhật Bản hoặc một vài khoảnh khắc ở trận đấu với Iraq đã cung cấp vài nét thoáng qua về những gì đội tuyển có thể làm. Hơn một năm gắn bó với bóng đá Việt, điều huấn luyện viên Thuzier mang đến chính là tận dụng tối đa nguồn lực trẻ và đặt ra hệ thống kỷ luật theo hướng buộc mọi thành viên lên đội tuyển phải tuân thủ tuyệt đối. Cho dù là ngôi sao mà có biểu hiện không phù hợp về lối chơi là không sử dụng. Tại Asian Cup 2023, ông không ngại đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và nhiều người chứng minh có đủ khả năng để chơi ở cấp độ cao nhất. Bước vào hai trận đấu mang tính chất quan trọng và quyết định về Indonesia, chiến lược gia người Pháp sẽ phải sớm lựa chọn, chốt nhân sự để xây dựng phương án tấn công, kết hợp hài hòa sức trẻ và kinh nghiệm, ổn định tâm lý cho học trò và rèn thêm những miếng đánh tủ là cách để đội tuyển Việt Nam tự tin bước tới hai trận quyết đấu với Indonesia và hoàn thành mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2024.